không một loại nhà chị mẹ mà làm trước cái đây là hai tuần rồi đến cái đến hôm rồi nhưng mà đến cái nhật kia trường hát của lắm nó đi trường hát trường hát đúng rồi nó đi trường hát giọng cao giọng thấp đấy mỗi một tuần một buổi đúng sau này đi cao rồi sau cũng không phải không phải nó chắc là được chị muốn dạy không có muốn dạy không em không muốn dạy em gạ chuyện đúng không hả đấy nhá after August it's even the August ah yeah yeah to add it's even oh yeah first class yeah First line. Oh, oh. À, đúng rồi. Chú Hằng mở giúp ra, lấy xem thích đồ chơi rồi. Ừ, thật ra là ba bé gái liền hả? Ừ. Ok. Hồi mới đến đây nhỉ, ăn nặng bằng thế này nhỉ, nằm đây có nằm chơi lần 4 năm tháng, thì 2 là 5 đấy phải không? Dạ. Hoàng đây đúng 2 là 5 à? 2 là 5, 2 là 5. Được 3 năm rồi. Hôm nay đi chơi ngủ ít. Tóc nhiều thế không Hoàng, thế không đây này? Đấy, nó 4 năm tháng cái tầm đấy, tóc cụt ngủn. Đúng rồi, nhìn thấy đề ngày tháng mấy đấy? 15 tháng 10 hay đấy, 15 tháng 10 nó được 5 tháng đấy, mà tóc như thế đấy. Đấy, 15 tháng 10 mà như thế. À, cái máy của anh có, đưa anh để máy vi tính anh làm ra số chứ. Ờ, viết chữ vào được, nó phải có cái chương trình đưa vào, viết chữ vào được cơ. Chứ còn máy của anh đâu có hiện ra đúng không? Máy chụp ảnh. Trong máy chụp ảnh nếu mà mình chỉnh thì vẫn hiện ra được. Nhưng máy của em chỉnh không được. Em đem ra kiện nó không phải nó lời chỉnh hay sao nó bảo không được. Nó có ta thu mua thứ nếu mà mình thích mình được. Nếu mà cầm đi thì vứt hay vứt xuống xe luôn. Cầm đi vứt xuống xe luôn. Không vứt đấy được tí quay về lấy đâu có sao đâu. Ok. Ừ. Ăn là. Phi. Trong ngực chứ. Đâu rồi ôm lưng chứ hay gì? Mặc phải ôm lưng mình chứ. Em thường thấy mấy bạn đó cho ôm lưng ấy. Ôm lưng thì nó nhìn được, nó phải quay nhưng mà thì nó quay ngang quay ngang không, thế này hơn chứ. Yeah. Hả? Hí? Yeah, đợi vào đúng rồi. Nó che tai đi. Đó. Ok. Người ta không cho che tai, lạnh nhất quan trọng cái tai. Ừ, gió mạnh là thổi là thốc tai là viêm tai. Đó. Ừ. Trên được. Thôi là đứng dậy đi. Lấy mũ vào đội vào, nhanh. Mũ vào. Chạy bé đứng nhìn. Đang nhìn. I'm
Ồ, nắng lên là ấm áp hả? Đây, ăn đi, ăn đi. Bóng bột xoam cổ ăn à? Ừ? Ăn ham cái này có đi không? Không? Đi mà. Đi ra mà. Đi ra mà mà. Đi ra mà đi. Đi. Đi đi đi. Đi. Thank you.
Vừa nó chạy lâu hết đứng luôn. Hả? Có phố gì? So, Leute, Achtung, da das Ganze nochmal rückwärts. Okay, los, los, los. Ab die Maschine. Đừng cà lên nó hư, nhấc cà lên, cà lên nó hư, nhanh đi. Sao thế? Lift hả? Đừng đạp nó nữa, đạp chân. Trông nó còn cái này dưới này là Vinzetop, tức là làng rượu vai đấy, cái đấy mới là cái trung tâm. Đâu anh ơi, thơm mẹ nó bảo rồi. Nó quay. Má quay em bé làm cho cái phim em bé. Đấy, đâu rồi? Cứ nấp rồi. Hả? Nhìn cái bé này. À. Đi đâu? Hãy subscribe.
Đầy đủ hết rồi phải không nhỉ? Đây, tóc tay đầy đủ, không sinh ra tóc đen. Đây. Handy đúng không? Handy nhìn cho. Handy nhỏ có nhiều tóc này không? Đâu nói. Lúc mới về cũng nhiều tóc, nhưng sau đó nó lụng hết à? Qua đây, nhìn đây. Yeah. Quay, quay liên tục hả? Ôi trời ôi trời, ôi trời. Dạ, dạ, dạ. Nhẹ nhẹ đây con, đừng có em mở mắt ra, nhìn nhiệt hơn quá, đưa thăm em, em thức chứ. Hả? Không Anna, mà it's my dog. Đừng có sợ em nó dùng tay nha. Sợ em nó dùng tay nha con. Để không nhìn đây thôi. Có sợ em nó dùng tay không được cả. Không có tự thấy. Anna cao rồi mà. Nhìn mắt to chứ, mắt nó dài hả? Mắt to. Anh nhìn lại hồi đó em cũng nhớ xíu, giờ nhìn em bé như xíu. Hả? Bị Handy không phải là nhỏ xíu nữa rồi hả? Hả? Nhìn thôi, nhìn thôi. Để thế. Bạn trả chưa học nhé sao? Trời ơi, sinh gì mà sớm vậy? Con bữa trước 2 tuần rưỡi đấy. Đi qua nói. Bắt đầu đừng nói là để cuối tháng là gọi. Tại vì nó ta tuần thế để cuối tháng gọi. Thử coi, hôm bữa đi đồng hồ nói đẻ rồi tôi trời. Đẻ chưa? Để em nói 2 tuần về nhà ngồi nữa mới ghê. Do cái bà đoán bác sĩ không, gì? Để trước hơn 2 tuần. Nhưng bà là gì cũng được khắp làn hay là bà nào? À giống nhau, sao bà đoán này sớm này? Không, không nhưng mà được cái là do mình sinh sớm. Con An thì sinh trước 10 ngày, con nhỏ này sinh trước tận 2 tuần hơn 2 tuần. Nó đã được 38 tuần rồi. Có 37 tuần. Ôi trời ơi, em đói rồi. Henry nói kia đi, Henry nhìn. Ôi trời, đứng nhìn. Handy nhìn em đi, Handy xong mẹ gửi mấy bao gạo qua nuôi em ha. Đặt hàng cho em chứ. Mặt nó nhìn kìa. Handy nhìn ha. Nhanh đó hả? Về được 2 tuần rồi. Ôi thương. Không xin.